Ngày 23 tháng 7, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an C03 cho biết đang điều tra vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả xảy ra tại Công ty Cổ phần In và Văn hóa Truyền thông Hà Nội, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Sản xuất và Thương mại Phú Hưng Phát và các đơn vị liên quan. C03 đã khởi tố bổ sung vụ án và khởi tố bị can đối với 3 cán bộ quản lý thị trường về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, gồm Lê Việt Phương, nguyên Phó Đội trưởng Đội quản lý thị trường số 17, nay là Đội trưởng Đội quản lý thị trường số 14, Phạm Ngọc Hải và Thành Thị Đông Phương, nguyên Kiểm soát viên Đội quản lý thị trường số 17, nay là Kiểm soát viên Đội quản lý thị trường số 14, Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội. Cơ quan công an đã áp dụng biện pháp ngăn chặn bắt bị can để tạm giam. Cùng ngày, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã phê chuẩn các quyết định và lệnh tố tụng nêu trên. C03 cho biết đang khẩn trương điều tra, củng cố tài liệu chứng cứ về hành vi phạm tội của các bị can, mở rộng điều tra vụ án đối với các tổ chức, cá nhân liên quan, xác minh thu hồi tài sản theo quy định của pháp luật.